Thường thường vô mấy cái dịp lễ mình không có đi đâu á, nhất là không bao giờ đi du lịch luôn, vòng vòng ở nhà đi tới đi lui hoặc là đi siêu thị cho nó mát thôi à. Giống như cái bữa hôm nay là mình đi dự khai trương của siêu thị Winmart Hưng Gia, đi dự sự kiện đồ gì mới bận đầm đó, chứ bình thường đi mua đồ là quần tà lọn áo thun thôi à. Nhờ cái bữa đó đi cho nên mới phát hiện cái hạt nêm nấm shiitake có bán ở Việt Nam rồi nè. Hồi bữa mình có quay clip nấu món Nhật với cái hạt nêm này nè, các bạn hỏi quá trời luôn, lúc đó mình còn ở Nhật không biết chỉ làm sao, hay đi siêu thị thấy có là quay clip khoe luôn á. Sẵn mua được hạt nêm rồi cho nên mình cũng mua thêm ít đồ về nấu món Nhật cho cả nhà ăn thử. Nói vậy thôi không biết chừng nào nấu nữa. Gì chứ ăn uống thì mình nhanh lắm, nhưng mà còn nấu thì hên xui. Tưởng cái đi siêu thị hai chị em mà nhìn như hai má con, mặt mình già trước tuổi chứ cái mặt nó là trẻ hơn tuổi á. Đi siêu thị mua đồ thôi mà giỡn quá trời giỡn, kiểu chơi với nít riết mình bị phát triển ngược luôn hay gì. Tới cái khúc tính tiền mới là ly kỳ. Rõ ràng là mua một hũ hạt nêm với lại một chai tương ớt Chinsu, nhưng mà người ta tính tiền hũ hạt nêm mà còn chai tương ớt là tặng nha. Hồi đầu tưởng người ta tính nhầm chứ tính im lặng luôn rồi đó. Ai dè khi đi ra tới quầy trải nghiệm sản phẩm Chinsu là mới biết có chương trình tặng. Bữa đó là người ta nấu cho ăn thử luôn mà. Nhỏ em mình nó tò mò cái tương ớt wasabi này lắm, nên thấy cái quầy này là nó xung phong ăn thử liền, y chang như cái vị mà mình ăn ở Nhật luôn. Ủa mà cũng đúng rồi, cái sản phẩm này người ta bán ở Nhật với ở Việt Nam luôn rồi mà. Còn cái súp bí đỏ này là người ta nêm bằng hạt nêm nấm shiitake luôn á, cũng y như cái vị mà mình ăn ở bên Nhật luôn. Mùi thơm rất là dễ chịu mà cái vị thanh ngọt đặc trưng của cái nấm shiitake này nè, rất là đáng thử đó nha.